Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong năm 2020, có 9.494 doanh nghiệp FDI có kết quả sản xuất kinh doanh cả năm báo lãi với trị giá lãi là 518.509 tỷ đồng. Số lượng doanh nghiệp báo lãi tăng 18% so với năm 2019. Trên kết quả khảo sát về thực trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam do Tổ chức Thương mại Nhật Bản thực hiện, cũng như các quốc gia, khu vực khác, Việt Nam chịu ảnh hưởng do sự lây lan của dịch bệnh với 52,8% doanh nghiệp bị sụt giảm lợi nhuận kinh doanh năm 2020. Mặc dù vậy, 49,6% số doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam kinh doanh báo lãi với con số 20,3%. Có thể thấy rằng, ở giai đoạn hiện tại, Việt Nam vẫn là quốc gia đáng đầu tư với hàng loạt chính sách hỗ trợ các kinh doanh quốc tế, cũng như những nỗ lực sự đổi mới kịp thời để cập nhật nhanh chóng các xu hướng kinh tế mới của thế giới, nhằm tạo điều kiện cho chính các nhà đầu tư ngoại có cơ hội đổ vốn vào thị trường Việt trong các lĩnh vực tiêu biểu như khoa học công nghệ, may mặc, bất động sản.